Mời bà con và quý vị theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa bà con và quý vị, vụ mùa này, Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh tiến hành gieo cấy trình diễn các giống lúa có năng suất chất lượng nhằm bổ sung vào cơ cấu giống lúa của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh trình diễn các giống lúa DT82, DT88 và VMBH20. Qua kết quả mô hình cho thấy lúa sinh trưởng phát triển tốt, thời gian sinh trưởng vụ mùa 101 đến 105 ngày. Giống có dạng cây gọn, thân cứng, chiều cao cây 105 cm, đẻ nhánh tập trung, số giành hữu hiệu cao. Lúa chỗ tập trung, độ đồng đều cao, lá đứng thẳng, cứng cây, chống chịu với sâu bệnh, điều kiện ngoại cảnh khá, khả năng chống đổ tốt, bông to, hạt dài, màu vàng sáng, tỷ lệ hạt chắc cao, năng suất dự kiến đạt từ 60 đến 63,2 tạ một ha. Riêng giống VNR20 tại vụ mùa 2019 đạt 66,1 tạ một ha. Vừa qua, tại xã Minh Hoàng, huyện Phú Cừ, Ban Quản lý Dự án đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp gắn với sản xuất nông sản hữu cơ trên cây trồng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2021 đã tổ chức hội nghị đầu bờ, đánh giá mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa vụ mùa năm 2019. Mô hình quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa có sự tham gia của 30 gia đình hội viên nông dân xã Minh Hoàng với hai giống lúa là Lộc Trời 135 và Lộc Trời 183. Qua đánh giá cho thấy, khi tham gia thực hiện mô hình, mật độ sâu, tỷ lệ bệnh thấp hơn so với đối chứng, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, giảm thiểu sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh gây hại, lượng phân bón giảm từ 15 đến 20%, lượng thuốc bảo vệ thực vật giảm 2 lần phun. Việc áp dụng các quy trình kỹ thuật và chăm sóc lúa đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách chăm sóc lúa thông thường của nông dân, từ 3,2 đến 5,4 triệu đồng một ha. Hiện bệnh khô cuống quả gây rụng quả phát sinh và gây hại trên một số diện tích cây có múi ở địa bàn tỉnh ta, tỷ lệ hại nơi cao 1 đến 3% số quả và sẽ tiếp tục gây hại ở những vườn phòng trừ không tốt. Khi mắc bệnh quả sẽ rụng, làm giảm năng suất, do vậy biện pháp trước mắt bà con cần chủ động cắt bỏ những quả có dấu hiệu khô cuống quả, đồng thời bón phân dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng cho cây khỏi nhiễm bệnh. Bên cạnh đó cần phòng trừ bệnh khô cuống quả bằng các thuốc Amista 250 SC, Thio M 500 SC hoặc nano bạc. Hiện nay, sâu keo mùa thu vẫn tiếp tục phá hoại trên ngô ở nhiều địa phương. Để bảo vệ cây trồng, bà con cần thực hiện công tác phòng và trị bệnh theo đúng hướng dẫn. Sâu keo mùa thu là đối tượng dịch hại có sức tàn phá mạnh và khó quản lý, xuất hiện trong thời gian qua đã khiến cho nhiều bà con nông dân tốn kém kinh phí. Do chưa phòng trừ đúng thuốc nên không đem lại hiệu quả. Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 1 đến 3 con 1 m2, nơi cao 5 đến 7 con 1 m2. Sâu tập trung gây hại chủ yếu ở phần lá và phần nõn cây ngô non. Những nơi có sâu keo mùa thu phá hoại thường bị gặm nham nhở, tan nát, nếu không được phun kịp thời có thể làm cây bị chết. Vì con sâu này chúng tôi thấy nó rất lạ, mà không biết nó là loại sâu gì mà đánh rất nhiều lần mà sao nó không như mọi năm khác vẫn phát triển được. Để chủ động phòng trừ hiệu quả, các địa phương đã tổ chức tập huấn nhận biết và phổ biến các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cho người dân. Bên cạnh đó, ngành bảo vệ thực vật đã tăng cường công tác điều tra, theo dõi xác định sự xuất hiện gây hại của sâu trên đồng ruộng, hướng dẫn nông dân cách nhận biết, đặc điểm phát sinh gây hại và các biện pháp phòng chống kịp thời hiệu quả. Sâu keo mùa thu, cái sức di chuyển của cái con trưởng thành thì rất là xa, có thể hàng trăm km, có sức đẻ rất là lớn, rất là mạnh và đặc biệt có cái độ gối lứa rất là cao. Để phòng trừ cái sâu keo mùa thu này, hiện nay như là thuốc Matcher 50 EC và chúng ta có thể kết hợp cùng với lại cái Angun 5WG để chúng ta phòng trừ. Và việc phối hợp này chúng ta mang lại được cái thời gian hiệu lực nó kéo dài và chúng ta diệt được các cái lứa sâu. Đến thời điểm ngô trỗ thì chúng ta có thể đưa thêm cả cái Vitaco để chúng ta phòng trừ, để vừa tiêu diệt cả cái sâu keo mùa thu, vừa chúng ta đánh được cả cái sâu đục thân. Bà con cần chủ động phòng chống sâu keo mùa thu bằng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp, trong đó thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai đoạn ngô có từ 3 đến 5 lá để phát hiện ổ trứng, ngắt bỏ và tiêu hủy. Bên cạnh đó, bà con cần áp dụng biện pháp phun phòng, lưu ý sử dụng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để phun trừ. Khi sâu đa số tuổi 1 đến 3 tuổi phun vào chiều mát, khuyến cáo bà con nên sử dụng thuốc nội hấp, lưu dẫn, đặc biệt giai đoạn ngô, xoáy nõn đến chỗ cờ, không sử dụng các loại thuốc tiếp xúc và cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng. Bà con và quý vị thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.